khi bán một cái sản phẩm là cho cái người nghèo thì dù bạn có bán giá bao nhiêu thì họ sẽ mặc cả hoặc họ sẽ chê đắt. Đặc biệt với một sản phẩm mà mua nhà thì một sản phẩm giá trị lớn như bất động sản, một sản phẩm giá trị lớn mà cái đối tượng mua thì họ dành rất nhiều thời gian tích góp, rất nhiều năm công sức tích góp, đi làm tích góp họ mua. Đấy, thì đặc biệt với những bạn môi giới mà bán cái sản phẩm để ở dành cho người, cho cái đối tượng mà thu nhập thấp hoặc hay nôm na là người nghèo, thì bạn nếu mà bạn mà bớt cái tiền hùng mình đi thì bạn có bán xong thì họ cũng cũng chê đắt, và bạn có bạn có bán xong thì họ cũng thậm chí họ có thể chửi bạn là bán đắt. Thế nên là đặc biệt là chúng ta không nên cắt máu, và đây cũng chính vì bán cho người nghèo nên họ tìm hiểu thông tin rất kỹ, và những cái thông tin sản phẩm để ở thì cũng chẳng có, cũng không có nhiều cái gì phải chia sẻ nó nhiều. Và đây chính là cái thành phần mà các cái vấn đề về công nghệ bán hàng trong bất động sản sẽ áp dụng được, và dần dần thì những cái môi giới mà bán sản phẩm để ở nó sẽ bị loại bỏ vì không cần thiết. Là với những nhu cầu cơ bản người nghe, cái người mua họ chỉ cần lên họ 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 tích cái thông tin mua để ở, mua căn mấy phòng ngủ, nhu cầu như thế nào, giá bao nhiêu, pháp lý bao nhiêu, thì nó sẽ dần dần nó sẽ loại bỏ cái phần môi giới bán để ở đi, và những cái sàn mà chỉ bán sản phẩm để ở nó sẽ bị loại bỏ và thay thế dần bằng các cái chủ đầu tư áp dụng công nghệ. Đấy sẽ là cái tương lai của nghề, còn sẽ tồn tại những người mà sẽ làm môi giới, những người môi giới đầu tư, những cái môi giới cho thuê sẽ là tồn tại.